bảo hiểm hơn 15.000 cân lại được mở ra như cửa cuốn. Cùng với độ cao đang được nâng lên, nhóm cướp đã nắm chắc cơ hội, lần lượt nằm xuống lăn vào trong. Nhìn thấy hầm bảo hiểm của Hòn Gia Paris trống rỗng, nhóm cướp ai cũng nở ra nụ cười vui vẻ. Trên thế giới này không ai ngờ được rằng sẽ có một nhóm cướp hao tổn tâm sức để đột nhập vào một hầm bảo hiểm trống rỗng như vậy. Hira nhanh chóng thông báo tin tức cho chỉ huy bên ngoài, hiện tại chỉ cần ôm cây đợi thỏ nữa thôi, đợi mấy tên quý tộc châu U kia mang những báu vật truyền đời của họ dâng đến. Vì để chào đón hội đấu giá mấy ngày sau, nhóm quý tộc châu U đều đã lần lượt chuyển báu vật của mình vào kho bảo hiểm quản lý đấu giá cẩn thận cầm một chiếc vương miện, đưa món đồ đấu giá cuối cùng này về chỗ cũ sau đó đi ra khỏi kho bảo hiểm. Dựa theo những động tác có quy phạm mà khóa kho bảo hiểm lại bằng nhiều khóa. Dưới sự bảo vệ chặt chẽ ấy, sợ là kể cả có cả chìa khóa kho bảo hiểm cũng phải mất nửa tiếng mới có thể mở khóa ra được. Thế nhưng khi quản lý đấu giá còn chưa đi, nhóm trộm đã mặc đồ và chuẩn bị hành động. Dưới sự bảo vệ của quần áo đặc biệt, kho bảo hiểm sẽ không lưu lại dấu vân tay của họ, cũng sẽ không để lại bất kỳ thứ gì liên quan đến tổ chức trộm cền này. Nhiệm vụ chính thức bắt đầu hacker của đội tiến vào trong camera của kho bảo hiểm trước rồi bắt đầu thay đổi hình ảnh của camera thật cứ như vậy dù cho nhóm trộm có làm gì ở trong thì bảo vệ bên ngoài cũng sẽ không biết được hành động thôi máy ủi đã gỡ lớp bê tông ở tường ra nhóm trộm theo đó bắt đầu tiến vào trong phòng lúc đó hình ảnh thực tế của camera cũng được thay thế bắt đầu công việc này cửa cuốn nặng 15.000 cân lại được mở ra berlin nhắc nhở mọi người sau khi lấy được báu vật thì nhất định phải cho tất cả các hộp vào chỗ cũ nó sẽ khiến cho bên cảnh sát không có căn cứ phá án nói xong thì cúi người xuống lăn vào lúc này kho bảo hiểm không còn trống rỗng nữa mà tùy tiện nhất một cái ra cũng là bảo vật vô giá berlin đi đến trước cửa kho bảo hiểm nghe thử người quản lý chỉ cách họ 2 mét lúc này lại đăng ký tên ở bên ngoài căn bản không thể biết được mọi người bên trong đây chính là một vụ cướp mà thần không biết quỷ không hay tất cả mọi người đều nhanh chóng hành động bên đấu giá đã sớm đặt số hiệu cho các sản phẩm rồi không ngờ tới lại để cho nhóm trộm dễ dàng lấy đi hơn mỗi khi lấy được một món bọn họ đều sẽ đối chiếu với số hiệu để báo cho đồng bọn ở ngoài như thế mới đảm bảo không bỏ sót cả quá trình lấy đều rất ổn định chẳng bao lâu tất cả các món báu vật đều đã vào trong túi của nhóm trộm nhưng bọn họ hiểu rõ rằng đây mới chỉ là bước đầu tiên sau đây mới là mấu chốt của nhiệm vụ đó chính là làm thế nào để mang chỗ báu vật này ra ngoài an toàn còn 5 tiếng nữa là trời sáng bọn họ cần phải trước khi hội đấu giá diễn ra xóa sạch sẽ dấu vết tại hiện trường Nhiều việc sớm đã chuẩn bị súng hàn họ đã khôi phục kho bảo hiểm nguyên vẹn rồi còn xử lý cả những chi tiết đến cả mặt đất cũng được dọn sạch sẽ bởi vì chỉ cần không cẩn thận để lại dấu vết thì nó sẽ trở thành manh mối phá án cho cảnh sát chuyện khó khăn hơn là dấu vết xâm nhập máy giám sát trước đó giáo sư đã có đối sách dưới mặt đất có một đường điện cao áp chỉ cần nối các đường điện của khu đấu giá vào thì có thể trong chốc lát tạo ra dòng điện lớn như thế có hủy toàn bộ nguồn điện chỉ với ít phút lúc này chính là thời gian của nhóm trộm vì kho bảo hiểm đã kích hoạt cơ chế bảo vệ nên bọn họ cần phải liên hệ để kỹ sư đến hiện trường như thế mới có thể cưỡng ép mở kho bảo hiểm trong vòng 6 tiếng cũng nhân cơ hội đó giáo sư sẽ nhanh chóng xử lý dấu tích ở trên máy giám sát sau khi rời đi sẽ đưa tấm bê tông kia vào chỗ cũ rồi lại hàn lại như ban đầu đến đây bộ phận sử dụng đồ điện tử hàn lại đã xong giờ là đến lượt chất xi măng và những lối đi từng được đào ra sẽ lại được lấp đầy hết lại bằng những viên gạch cũng phải để cho nó giống hệt như ban đầu mà những công cụ bọn họ đã sử dụng bao gồm cả máy móc hạng nặng cũng sẽ bị niêm phong lại trong đó để cho con cháu 800 năm sau tiến hành khôi phục lại văn kiện lúc này không chỉ ở hiện trường vụ án vì để làm cảnh sát mông lung berlin còn đột nhập vào nhà quản lý đấu giá lấy ra số hiệu của một món báu vật sau khi dùng bật lửa đốt nó thì cố ý để lại những mảnh vụn của nó ở khắp nơi không thể nhìn thấy còn lấy cả đèn dọi ra để lấy viên đá trên món trang sức rồi giấu trong góc của ghế sofa một manh mối để đánh lạc hướng cảnh sát đã hoàn thành Nhóm trộm cũng nhân cơ hội quay về khách sạn, còn tiến hành xử lý các dấu vết ở trong phòng. Công việc của giáo sư thì khá là vất vả, ông cần lấy tất cả các món báu vật ra rồi chia thành mấy phần cho vào túi zip. Sau khi hút chân không chúng lại thì bắt đầu lần lượt giấu chúng vào trong cá chích đóng hộp, rồi đóng chặt nắp lại cho vào máy hàng kín. Sau khi được đóng gói lại thì lại được đánh bóng. Từng hộp cá chích mới chưa được mở ra cứ thế xuất hiện. Mà kho bảo hiểm cũng đã bắt đầu xảy ra chuyện, tất cả báu vật đều đã không cánh mà bay. Vụ án như này đã làm phía cảnh sát bị dọa sợ, bọn họ phái đội đặc nhiệm đi điều tra vụ việc này. Rất nhanh bọn họ đã điều tra đến chỗ quản lý đấu giá ông ta bị bắt với danh nghĩa nghi phạm gây án nhóm trộm đã làm rất trật tự họ chia ra làm ba nhóm và lần lượt sơ tán hai người sẽ giả vờ là du khách ôm theo ba lô rời khỏi khách sạn không ai có thể ngờ được rằng nhóm trộm thế mà lại dùng giao thông công cộng với độ nguy hiểm cao nhất để rời khỏi nước pháp ba người còn lại sẽ đi về phía ngoại ô sau đó tìm chiếc xe dã ngoại đã chuẩn bị sẵn bọn họ sẽ giả vờ là người một nhà rồi vui vẻ xuất cảnh thân là người đề xuất ra kế hoạch gây án berlin cần phải ở lại nơi này để xử lý việc ở sau tất cả công cụ gây án và những thiết bị điện tử đều cần phải bị tiêu hủy vì không mang theo những món đã trộm nên ông có thể thoải mái ngồi tàu hỏa để rời khỏi pháp nhóm trộm chốt thời gian sau khi rời khỏi được nước pháp thì sẽ tập hợp ở một ngọn núi ở tây ban nha nhưng bọn họ không ngờ được rằng ảnh hưởng của vụ án này nằm ngoài dự liệu quý tộc châu u liên hợp hơn 40 công ty luật kiện công ty bảo hiểm lên pháp luật đồng thời lệnh cho cảnh sát nhanh chóng phá án để tìm lại bảo vật gia tộc cảnh sát có kinh nghiệm phong phú chẳng bao lâu đã loại ra nghi ngờ về quản lý đấu giá cô đặt lính canh gác kiểm tra ở tất cả con đường có thể rời khỏi pháp dù sao cũng phải giam nhóm trộm ở trong nước lúc này một chiếc xe dã ngoại đã đến đây ba tên trộm đã ngụy trang thành một gia đình thân thiết vốn tưởng rằng có thể thuận lợi rời khỏi nhưng giáo sư nhìn tình hình đã nhận ra có vẻ không ổn rồi trước mắt thế mà lại có lính canh họ phải nhanh chóng khởi động phương án dự bị cô gái nhanh chóng lấy túi đồ kỷ niệm ra xoay người dán dây xung quanh rồi tạo dựng không khí du lịch trong xe lính canh biên giới nhìn thấy xe đến thì giơ tay ra hiệu phải dừng xe chuẩn bị tiếp nhận kiểm tra chàng trai nhìn thấy cảnh sát thì hoảng loạn nhanh chóng mở tủ trên lấy hộp cá ra chuẩn bị mang tăng vật rời khỏi xe giáo sư không cho rằng cảnh sát đang nhắm vào họ hiện trường gây án vốn không để lại chứng cứ nhưng chàng trai vẫn không yên tâm, một khi bị cảnh sát phát hiện thì quãng đời còn lại của họ sẽ phải trải qua trong tù. Mải cãi nhau nên giáo sư quên mất điều chỉnh tốc độ, chiếc xe phi như bay về phía cửa khẩu. Cảnh sát đứng bên ngoài không hiểu ý của mấy vị khách du lịch này, nhìn thấy sắp va chạm liền giơ tay ra dấu cảnh cáo. Cô gái nhanh chóng bảo giáo sư dừng xe, may mà kịp thời dừng lại trước khi đụng phải đội trưởng lính canh. Nhân lúc còn có cơ hội, chàng trai nhanh chóng đặt lại hộp cá về chỗ cũ. Cảnh sát ở hiện trường đều bị dọa đến mức giơ vũ khí lên, giáo sư cũng chầm chậm giơ tay lên đội trưởng cũng bắt đầu tiếp cận khu cửa sổ rồi chất vất họ chuyện kỳ lạ vừa mới xảy ra giáo sư nhanh chóng giải thích là bởi vì ông cãi nhau với con hang quá nên mới quên không nhìn đường nhưng điều này không làm đội trưởng bớt nghi ngờ ông muốn tài xế xuất trình giấy tờ còn muốn lên xe tiến hành kiểm tra giáo sư nhắc nhở con gái phải làm theo yêu cầu của cảnh sát cô lấy hộ chiếu đã chuẩn bị trước đó đưa ra sau đó lại rời khỏi ghế phụ mà ra mở cửa đội trưởng và thuộc hạ đi vào trong xe bắt đầu kiểm tra thân phận họ thuộc hạ thì ở bên khác tỉ mỉ kiểm tra đội trưởng không hề dễ tin như vậy mấy món đồ lưu niệm này không đủ để cho thấy họ đến nước pháp du lịch giáo sư lấy từ ví tiền ra mấy món đồ lưu niệm đã chuẩn bị sẵn cuối cùng cũng tìm được biên lai like thanh toán đội trưởng cầm biên lai like lên cẩn thận kiểm tra lúc này thuộc hạ đã mở cửa tủ trên cô gái biết nguy hiểm đến gần rồi liền bắt đầu rào trước rằng chuyến đi lần này thật ra là để tưởng nhớ người mẹ đã mất ước mơ trước đây của bà ấy là được du lịch khắp mọi nơi trên thế giới vừa mới nói xong thuộc hạ đã mở chiếc tủ chứa những hộp cá chích có báu vật ra chúng đã xuất hiện trước mắt cảnh sát nhịp tim của bọn họ bắt đầu tăng thuộc hạ đưa tay ra chỗ đóng hộp rồi lôi một hũ cho từ trong ra hóa ra vì để xử lý mọi vấn đề bất ngờ có thể xảy ra giáo sư sớm đã nghĩ ra cách việc vận chuyển cho cốt của người thân ở pháp là một hành động bất hợp pháp vì thế sự chú ý của cảnh sát sẽ bị rời đi sẽ không còn ai để ý đến mấy hộp cá trích kia đội trưởng bắt đầu phổ biến pháp luật cho họ vì cân nhắc vấn đề môi trường nên pháp cấm giải cho cốt bừa bãi dù là vận chuyển thôi cũng không được vốn tưởng có thể dùng tình cảm để qua cửa ai ngờ đội trưởng không hề cảm thông mà lệnh cho họ mở hộp cho cốt ra cũng như mở hộp cá trích ra để kiểm tra thấy mọi chuyện đi theo hướng xấu như vậy cô gái liền ôm hộp cho cốt chạy ra ngoài sự chú ý của cảnh sát lập tức dồn vào hành động này mọi người đều đuổi theo cô gái nhìn thấy việc cảnh cái bằng súng không được họ lại bắn về phía trước cô gái đã bị dọa rồi chỉ có thể dừng bước đợi đến khi bị toàn bộ cảnh sát bao vây cô mới quỳ xuống đất cầu xin tha cho bản thân cảnh sát muốn lấy hũ cho cốt đi nhưng cô không muốn buông tay hai bên bắt đầu rằng co làm hũ cho cốt rơi xuống đất cho cốt trong hũ theo đó rơi hết ra ngoài cảnh sát cuối cùng mới dừng tay vì lỗi sai của họ mà mẹ của cô gái mới thành ra như vậy viên cảnh sát trẻ trong chốc lát thấy có lỗi giáo sư nắm lấy cơ hội hiếm có này mà đồng ý cho cảnh sát kiểm tra mọi vật phẩm khác đặc biệt là kiểm tra cho cốt của vợ ông cảnh sát bắt đầu cảm thấy đồng cảm cho rằng cô bé chỉ muốn bảo vệ mẹ nên mới dám làm ảnh hưởng đến việc kiểm tra của cảnh sát họ không nên vô tình như vậy vậy là cảnh sát đã quyết định thả gia đình họ đi sau một phen kiểm tra căng thẳng bọn họ cuối cùng cũng thoát khỏi tay mắt của cảnh sát con đường trốn chạy vô cùng nguy hiểm vì để ứng phó với sự truy đuổi của cảnh sát bọn họ đã dùng các thể loại cách cũng may cuối cùng đã chót lọt bọn họ an toàn đến một trang viên trên núi ở tây ban nha mọi người dựa theo ước định mà tập hợp một năm sau đội thảo luận về vụ án đã dừng lại trừ những người phụ trách phá án thì người chú ý đến vụ việc này đã không còn nhiều nữa khi đó bọn họ mới bán báu vật đi sau năm năm im lặng giáo sư berlin lại chuẩn bị liên thủ lần nữa đưa mấy người trẻ tuổi theo mới chỉ là bước đầu bọn họ còn phải tiếp tục bồi dưỡng thêm nhân tài mới tập phim hôm nay đến đây thôi hẹn gặp lại các bạn ở các tập tiếp theo